Hoàng Sa đến kênh của Tùng. Hôm nay Tùng đến đây là ấp Ba Chồng, xã Bãi Thơm nha, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay mình đi với cùng đồng nghiệp đó là anh em đang bên đó đó. Bữa nay gia đình có một cầu mé cây sa cừ quý vị. Cây sa cừ tiện cắt con ha. Mình đang ở trên cao. Do nãy có nhà đó. Nằm bên cạnh nhà nè. Dưới có ở phía dưới có cây trồng quý vị. Nè, trồng cây trồng đó. Cây gắt to nha, mình đang ở trên cao nha. Từ cái nhánh đó, từ cái thang đi ra đây cũng có sắp 7 mét, 8 mét quý vị. Đó, nghe bên đó nó cũng cái cành từ trong thang đi ra đó, nãy cũng sắp 7 mét. Vì nãy nó tròn vô qua bên mấy nhà bên kia đó quý vị. Cho nên bắt buộc phải mé nhỏ. Nè, lên trên nó còn 4-5 cành quý vị. 4 cành ở trên nha. Ở đây, ở Phú Quốc mình nói quý vị là cây, không có cây nào nhỏ quý vị. Rất là to con không. Thì trong quá trình Tùng mé cây này như thế nào á, mình với anh em mình lên mé cây cái gì cái này không, trong quá trình mé cây này
hả? Giờ lên trên quý vị ơi. Giờ lên tới nọt quý vị ơi. Con em nó nằm trên mái nhà quá vậy, có buồn phải ấy. Dạ lộng ơi. Hả? Chúng cái gì? Cái nào? Mà cái đó đâu có sao đâu.
Đi ngang không? Gió nè, nó ngã ngược lại nè. Hoàn thành không? Hoàn thành cái gì ơi? Cái này mé vừa rồi cái gì? Cái thằng cá to luôn ha. Nghe nó đang gã. Vừa rồi cái gì ơi? Video tổng đến đây xin tạm dừng nha. Vì bà con gần xa xem kênh YouTube của Lộc Phát để anh em làm nghề bằng cách đăng ký và tạo lượng thì Tùng chân thành cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa Tùng chào và hẹn gặp lại video sau.